Để xe vô ý thức. Mẹ ơi nhanh lên, con sắp muộn học rồi. Ừ, ai để xe mà vô duyên thế này không biết, chèn ngang thế này. Đây là xe của chị à, lần sau để xe chú ý vào nhé. Ờ, vâng. Đi nào con. Con lên phòng trước nhé, mẹ qua cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Vâng ạ. À, cháu có làm sao không? Cháu không. Ơ, cô có phải là cô lúc sáng ở dưới nhà xe không ạ? À? Cô cũng ở tầng này ạ? À? Ừ, cô mới chuyển tới đây. Thế có mình cháu về thôi hả? Vâng, mẹ cháu ra cửa hàng tạp hóa rồi ạ. À. Thế vào nhà cô ngồi tạm nhé. Vâng ạ. À. Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Chị có biết cái cô mới chuyển đến tầng 3 không? Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Tôi cũng có nghe nói vậy. Chắc đầu óc cô ấy không bình thường. Có thằng máy rồi, đi thôi. Cái con bé này lại đi đâu chơi rồi? Linh ơi, Linh! Dạ, con đây mẹ. Cô ơi, cháu về đây ạ. À? Hôm khác cháu sang chơi nhé. Ừ. Sao con lại vào nhà người lạ chơi thế? Cô ấy là người quen mẹ ạ. À. Sáng nay mình mới gặp dưới nhà xe ấy. Là cô ấy ư? Ừ. Vâng. Con sang chơi với em Bin mẹ ạ. À. Cô ấy còn kể chuyện và hát ru cho con nghe nữa. Cô mới chuyển đến tầng 3 phải không? Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thi thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Lần sau con không được lai vãng đến gần nhà cô ấy nữa nhé. Kể cả có gặp thì cũng coi như không quen biết. Tại sao ạ? À? Bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Mẹ thì sắp sinh rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng... Không nhưng gì cả. Mẹ đã dặn thì phải nghe lời, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Alo, Thu ơi, thằng Tiến nhà tớ đột nhiên sốt cao, mà hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu đến sớm chuẩn bị tài liệu giúp tớ với nhé. Ừ, tớ biết rồi. Linh ơi, xuống ăn sáng đi con, mẹ đang vội. Mẹ ơi, lại phải đi học ạ, à? Hôm nay con thấy hơi mệt, mẹ ở nhà chơi với con nhé. Con ngoan, đi học rồi tối về mẹ sẽ đưa con đi ăn kem, được không? Vâng, mẹ hứa nha. Ừ, đi thôi. Hôm nay mẹ có việc quan trọng, không thể đến trễ được. Đang vội thì chứ. Mẹ ơi, con với mẹ thi xem ai xuống đến nhà xe trước nhé. Mẹ chịu thôi. Đi bộ mẹ cảm thấy mệt rồi nữa là... À! Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Trời ơi, con tôi đâu? Bác sĩ, con tôi đâu rồi? Hãy trả con lại đi cho tôi. Chị còn yếu, hãy bình tĩnh. Cháu bé đang ở bên phòng hồi sức ạ. À? Phòng cấp cứu ư? Chứ không phải là... Vâng, chị vào đây trong tình trạng xuất huyết. Thai bị động nên chúng tôi buộc phải cho cháu chào đời sớm hơn dự định. Hiện tại sức khỏe của cháu tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Ôi, may quá. Cảm ơn cô. Mẹ ơi, con và cô vừa đi thăm em Min về đấy ạ. À? Chị thấy trong người sao rồi? Cô... Sao cô lại ở đây? Lúc nãy mẹ bị ngã, con sợ quá không biết làm sao. May mà có cô ấy, không thì... Vậy mà mẹ cứ nói cô ấy xấu. Chị... Cảm ơn chị. Nếu không, mẹ con tôi... Thật ra tôi cũng có một đứa con. Nhìn duyên số, mẹ con tôi quá ngắn ngủi. Những lúc ở một mình, tôi hay trò chuyện, hát ru cho đỡ buồn, đỡ nhớ thằng bé. Điều ấy không tránh được sự hiểu lầm của mọi người. Chuyện cũng qua rồi, chị đừng quá đau buồn. Nếu chị không chê,
thì có thể làm mẹ đỡ đầu của Min được không? Vâng, cảm ơn chị. Bí mật của thú rừng. Chuyện kể rằng ngày xưa, cậu dẫn mình đi tới đâu mà xa thế? Đi nửa ngày đường rồi, mình khát nước quá. Cứ đi theo thì biết, sắp đến rồi. Nghĩ cái đã. Từ nay ngươi sẽ không bao giờ còn được thấy ánh sáng nữa. Bấy lâu nay ta phải chịu đựng bị người đời gièm pha, đem ra so sánh với ngươi vậy là đủ rồi. Bây giờ đã đến thời thế của ta. Nể tình bạn thân mà tao không giết ngươi, nhưng sống mà không thấy ánh sáng thì... Lọ thuốc kịch độc này sẽ khiến cuộc đời ngươi chỉ còn là bóng đêm thôi. Để xem mất đi đôi mắt, ngươi có còn giỏi giang, còn đẹp người đẹp nết như mọi người ca ngợi nữa không, khi mà chính ngươi không lo nổi cho bản thân mình. Ôi, sao mắt mình đau nhức vậy? Giờ là đêm hay ngày đây? Tất cả chỉ là một màu đen quánh. Là cậu ta ư? Không thể nào. Cậu ta đã làm gì với đôi mắt của mình thế này? Mình đã bị mù rồi, lại bị bỏ rơi giữa rừng thế này. Chắc gì đã sống nổi. Bọn thú rừng sẽ ăn thịt mình mất. Tiếng chúng đang đến gần lắm rồi. Các anh đã đến đây đông đủ rồi. Vậy chúng ta tiến hành cuộc họp nhé. Đêm trước ngày trăng tròn đầu tiên của năm, chúng ta vẫn về đây kể cho nhau nghe những bí mật mình phát hiện được trong một năm. Việc này chúng ta duy trì cũng đã 5 năm nay rồi ấy nhỉ? Đúng vậy, thưa chúa Sơn Lâm, bí mật của mỗi loài chia sẻ rất là hữu ích. Nhờ có cuộc họp này mà chúng ta lường trước được nhiều điều để bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ được trật tự của khu rừng này. Vậy bắt đầu đi nào, anh gấu nói trước đi. Thú rừng mà nói được tiếng người ư? Thật không thể tin vào tai mình nữa. Tôi có một bí mật thế này, xin được tiết lộ với mọi người nghe. Cái cây mà chúng ta đang vây quanh đây có một phép màu kỳ lạ đấy. Nếu một ai đó chẳng may bị mù, cứ lấy nhựa của nó bôi vào mắt, lập tức mắt sẽ sáng lại ngay. Đúng là mắt mình đã sáng lại rồi. Cảm ơn trời đất. Ở thành phố bên cạnh khu rừng này, hiện nay các nguồn nước đã bị cạn kiệt, nhưng con người đã không phát hiện ra ở giữa quảng trường của thành phố đó có tảng đá. Nếu ai tìm được cách nhấc tảng đá nằm giữa quảng trường đó lên, thì sẽ tìm được một nguồn nước cực kỳ mát trong, ngọt ngào. Tôi thì tôi sẽ cho các bạn biết bí mật này. Trong lâu đài của nhà vua trị vì, hiện nay công chúa con gái ông đang ốm rất nặng. Nguyên nhân căn bệnh của công chúa là do một con cóc đã thành tinh đang nấp dưới sàn phòng nàng gây ra. Nếu tóm được con cóc ấy và giết nó, công chúa cũng sẽ khỏi ốm ngay tức thì. Hòn đá mà cậu nói ở ngay kia rồi. Nếu mà cậu tìm thấy nguồn nước thì dân thành phố chúng tôi chẳng tiếc gì dành cho cậu cả. Cung vua cứ thẳng đường này một ngày đường là đến. Hy vọng cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho công chúa. Chúc cậu lên đường thượng lộ bình an nha. Cảm ơn mọi người. Trẫm lo quá, bệnh của công chúa các danh y đều đã bó tay. Liệu chàng trai đó có làm được không? Chàng trai ấy đã khẩn khoản cam đoan sẽ làm công chúa tỉnh lại. Bệ hạ cũng đã hứa sẽ gả công chúa cho anh ta nếu nàng khỏi bệnh. Nghĩa là người đã trao cho anh ta niềm tin rồi. Vậy xin bệ hạ đừng quá lo. Thưa bệ hạ, chỉ cần đem giết con cóc này, công chúa sẽ tự khắc khỏi bệnh. Con gái, con gái ta đã tỉnh lại thật rồi. Cha, con ngủ thế này đã lâu chưa cha? Con ơi, con vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo đấy. Chàng trai kia đã cứu giúp con,
trong khi tất cả các danh y trong thiên hạ đều bó tay. Con gái, con có bằng lòng làm vợ chàng trai tuấn tú và tài giỏi này không? Hôn lễ của Giang Đẹp và công chúa được tổ chức rất long trọng. Hoàng tử Giang Đẹp trở thành một người rất tài giỏi. Chàng ngày càng được mọi người nể trọng và yêu mến. Ồ, phò mã, ngài có việc gì cần đến kẻ tiện dân này ạ? À? Nhà ngươi chả lẽ không nhận ra ta? Vậy để ta hỏi ngươi, người bạn cũ ở nhà bên cạnh ngươi, hiện giờ anh ta ở đâu? Dạ, tôi không biết gì hết. Cậu ta bị lạc trong rừng từ lâu lắm rồi. Đồ nói láo, ta chính là người bạn bị ngươi hại cho mù mắt đây. Thật không thể ngờ được, ngươi lại nhẫn tâm đến vậy. Không thể nào, tôi không hại ai cả. Đúng thế, ngươi đã không hại ai. Nhờ có ngươi làm mù mắt mà ta đã may mắn có được như ngày hôm nay đấy. Dạ, tiện nhân tội đáng chết, xin phò mã tha mạng. Đúng là tội ngươi đáng chết, nhưng thôi ta tha cho. Biết điều, ăn ở cho có nhân có đức. Ngươi thật ngu ngốc khi tiết lộ bí mật cho ta. Đêm nay chính là đêm trước ngày trăng tròn đầu năm. Ta phải đến đó nắm hết bí mật. Hôm nay ta sẽ nghe hết bí mật của bọn thú rừng, rồi ta sẽ đá bay ngươi khỏi cái ngôi phò mã ấy. Năm nay mọi người biết thêm được những bí mật gì nào? Năm ngoái, những điều bí mật của chúng ta tiết lộ đã bị một người mù nghe được. Nhờ thế mà hắn đã tự chữa được mắt cho mình, lại giúp dân thành phố bên cạnh tìm ra nguồn nước, chữa cho công chúa khỏi bệnh và lấy được nàng làm vợ. Thế thì biết đâu đêm nay hắn lại đang lẫn vào chỗ nào đấy, định trình nghe thêm những điều khác nữa. Chúng ta phải tìm hắn để trừng trị mới được. Đây rồi, hắn đây rồi. Số phận của dân xấu bị bè thú rừng định đoạt, thật đáng đời kẻ độc ác. Chú chó lạc. Ông thấy cháu chạy khỏe không? Ừ, tí của ông khỏe lắm. Vâng, cháu sẽ chăm tập thể dục để khỏe như siêu nhân ông ạ. Ơ, anh kia đang phát gì cho mọi người thế ông? Này cháu phát cái gì thế? Dạ, có người thuê cháu phát tờ rơi tìm chó lạc ạ. Ông biết không, người nhà chú chó này đang rất mong tìm được nó. Họ còn ra giá thưởng 15 triệu cho người nào tìm được đấy ạ. 15 triệu, chú chó quan trọng thế cơ à? Dạ, ông xem nội dung tờ rơi sẽ biết. 15 triệu là bao nhiêu ấy nhỉ? Chắc là nhiều lắm. Có đủ tiền mua con siêu nhân to nhất trong siêu thị không ta? Tội nghiệp. Chú chó bị mất ở khu vực này, hy vọng tiền thưởng cao như vậy sẽ sớm có người tìm được nó. Thôi, cháu chào ông, cháu làm việc tiếp đây. Ừ, chào cháu. Ông ơi, mình đi tìm con chó đi. Ủa, cụ tí của ông muốn đi tìm chú chó lạc này sao? Vâng, được thưởng tiền đấy ông ạ. À, nếu có tiền, cháu sẽ mua một con siêu nhân thật là to. Tí của ông thật là. Nhưng mà hoàn cảnh chú chó này rất đáng phải đi tìm. Mà ông cháu mình cũng có nhiều thời gian rảnh. Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm nó. Tí nhớ nhé, nó tên là Lu. Vâng, hoan hô ông, cháu sắp có siêu nhân mới rồi. Lu ơi, ra đây nào. Lu ơi. Sao lâu quá vậy? Tìm bao nhiêu chỗ rồi mà vẫn chưa tìm thấy đâu hết. Xem cô tí kìa, lúc đầu hăm hở là thế, mà mới đi được một lúc đã than thở rồi sao? Nhưng bao giờ mới thấy Lu hả ông? Tìm được Lu không dễ đâu mà. Nó đang rất hoảng loạn, lại lạc ở chỗ lạ nữa, nên có thể trốn người. Khó thế thì cháu chả tìm Lu nữa đâu, chả cần siêu nhân nữa, cháu mệt lắm rồi. Được rồi, để ông đưa tí về nhà, rồi ông tự tìm một mình vậy. Ủa, ông không mệt sao mà vẫn đi tìm Lu vậy? Không phải là không mệt, nhưng mà nếu chưa được tìm thấy thì Lu có thể bị đói và gặp rất nhiều nguy hiểm cháu à. Vậy ạ, thế thì cháu sẽ cố tìm Lu với ông. Cháu của ông ngoan lắm, nhưng mệt quá là phải về nhà nghỉ đấy, nghe chưa? Dạ. Ông ơi, hôm nay ông ở nhà đi, mưa to thế này. Không được, mưa càng lớn,
thì Lu càng đáng thương cháu à. Không biết nó có tìm được chỗ trú mưa không nữa, rồi có kiếm được cái gì ăn không. Nhưng mà ông đi mưa cũng vất vả mà. Không sao, ông vận động quen rồi, thêm một chút nữa khỏe người hơn. Thôi, cháu vào nhà đi. Ông đi đây. Dạ, ông đi ạ. Tại mình muốn có tiền mua siêu nhân làm ông phải vất vả rồi. Ơ, à, ông tìm được Lu rồi. Ừ, may là ông tìm thấy nó trú ở gầm cầu. Tội nghiệp, vừa đói vừa ướt mưa. Nào, ông cháu mình cho Lu ăn no, rồi tắm rửa sạch sẽ để trả về cho chủ của nó nào. Dạ, thích quá. Lu được về nhà là cháu có siêu nhân rồi. Ôi Lu, cuối cùng cũng tìm được mày. Cảm ơn hai ông cháu đã mang Lu về cho gia đình tôi. Điều này có ý nghĩa lớn lắm. Nó như mang đứa con gái đã mất trở về với chúng tôi vậy. Cho phép tôi được cảm ơn công sức của hai ông cháu. Chị cất cây này đi. Tôi không tìm Lu để được trả ơn hay báo đáp gì đâu. Nhưng mà... Hả? Sao ông lại không nhận tiền thưởng? Còn siêu nhân của mình thì phải làm sao? Đọc tờ rơi, tôi biết con chó này với cháu nhà rất thân thiết. Lại đi cùng nhau khi xảy ra tai nạn giao thông. Và nó mất tích từ đó. Tôi chỉ nghĩ trong hoàn cảnh này, Lu trở về sẽ bù đắp đi phần nào nỗi mất mát của gia đình. Mình cố gắng đi tìm thôi. Thật may, tôi đã đúng. Lu thật sự là niềm an ủi lớn lao với gia đình của bà. Cảm ơn ông. Tí có buồn không khi ông không nhận tiền thưởng, làm tí không mua được siêu nhân rồi? Dạ, cháu không buồn đâu ạ. Vì ông cháu mình vừa làm được một việc ý nghĩa mà. Tí của ông ngoan lắm. Được rồi, ông sẽ thưởng cho tí một con siêu nhân như ý. Tí muốn không? Thật thế ạ? Thế thì hay quá. Được rồi, vậy đi mua siêu nhân nào. Vâng, đi thôi. Cây đèn bị đổ. Chào bà ạ. À, cho cháu hỏi, nhà bà có cần người giúp việc không ạ? Không, rất tiếc cậu bé, ta đang vội. Bệnh tình của mẹ ngày càng nặng rồi, bằng mọi cách mình phải kiếm được tiền mua thuốc cho mẹ. Thôi được, vì có một người giúp việc mới nghỉ, nên cậu có thể vào làm cho nhà chúng tôi. Công việc chính là dọn dẹp trong bếp, phụ cùng đầu bếp sơ chế thức ăn, giặt giũ rồi là quần áo, dọn phòng. Tôi nghĩ việc này hợp với nữ hơn. Cậu làm được không? Vâng thưa bà, không sao, cháu làm được ạ. Julie, vết ố trên tấm ga. Tôi biết, nhưng mà tôi đã gắn kỳ cọ, chà sát mà vẫn không thể nào tẩy hết được vết ố đó. Bà chủ chắc sẽ rất lấy làm bực bội cho mà xem. Bà ấy luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Biết làm sao, trừ phi có được những chất tẩy mới, có thể đánh bay được những vết ố cứng đầu nhất. Thế nào, mỗi ngày cậu được bà chủ trả cho bao nhiêu tiền? 3 đồng ạ. Có 3 đồng thôi hả? Làm việc quần quật suốt 12 tiếng không ngưng nghỉ, mà chỉ trả được có như thế thôi sao? Tiền công đó quả là rẻ mạt. Vậy mà lúc nào tôi cũng thấy cậu vui vẻ hết. Có được việc để làm đã là tốt lắm rồi. Chị biết không, tôi đã lang thang đi tìm một thời gian dài mới tìm được công việc này đó. Tôi cần phải làm ra tiền để còn mua thuốc chữa bệnh cho mẹ tôi nữa. Mẹ cậu bị bệnh sao? Khổ thân. Cha, sau một thời gian dành dụm, mình cũng đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ để gửi về cho gia đình rồi. Cảm giác của mình bây giờ thật là tuyệt. Mẹ, con dành đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi. Con trai của mẹ ngoan quá. Julie. Bà chủ. Julie, hãy là cho ta chiếc váy dạ hội này thật cẩn thận nhé. Bà chủ, để mai được không ạ? Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi.
Thợ may giờ mới gửi về. Cậu phải làm xong hẳn ngủ nhé. Ta muốn xuất hiện thật lộng lẫy trong ngày mai. Vâng, mẹ tôi sẽ đi là ngay đây ạ. Thôi chết rồi. Đây là chiếc váy bà chủ sẽ mặc trong ngày mai. Biết làm thế nào bây giờ? Hỏng hết rồi còn đâu. Như thế này thì làm sao mà tôi mặc được nữa? Bà chủ, tôi không cố ý. Bất luận là gì, lý do gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải đền cho tôi chiếc váy này. Cậu phải làm không công cho tôi một năm trời, cộng thêm cả số tiền cậu đã dành dụm thì mai chăng mới đủ. Quỷ tha ma bắt, giờ nó chỉ là đồ bỏ đi thôi. Vậy là cả một năm trời công cốc rồi còn đâu. Sao mình lại đen đuổi vậy chứ? Mày hãy ở đó, mỗi khi nhìn thấy vết ố kia, ta lại phải nhắc nhở mình không được phạm lỗi tương tự. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Chỗ bị dầu loang ra không những không bị bẩn mà còn sạch hơn những chỗ khác là sao? Lẽ nào dầu hỏa có công năng kỳ diệu như vậy? Mình nhất định sẽ tìm hiểu kỹ về điều này. Chà, những vết ố này thật đáng phiền quá. Ibista, khỏi phải lo. Tôi đã tìm ra cách đánh bay những vết bẩn này, mà còn chả cần đến nước nữa cơ. Chị biết không, hóa ra việc trộn dầu hỏa với một số hóa chất khác có thể tẩy được sạch như vậy, còn sạch hơn rất nhiều lần so với dùng xà phòng thông thường. Trời ơi, thật kỳ diệu. Và chính cậu, Jolie, cậu đã biến những điều kỳ diệu ấy trở thành có ích cho mọi người nhờ sự tìm tòi và trí thông minh của mình đấy. Đúng là trong cái rủi có cái may. Sự việc tưởng như đen đuổi, nhưng hóa ra lại là cơ hội. Từ một sơ suất nhỏ của Jolie đã tìm ra được phương pháp giặt khô rất tiện lợi. Sau này, phương pháp giặt khô ngày càng được cải tiến và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Cô bé karate. Cháu chào bà ngoại ạ. Chào cháu. Bà xem cháu Ni lớn nhanh chưa này. Lúc đón ở gà, suýt nữa tôi chả nhận ra. Trông có giống Cai Uyên chút nào đâu. Ông không nhận ra là phải. Bà ơi, bà cháu bảo người ốm không nên ra gió. Bà không cần ai dạy khôn, nhất lại là ba cháu. Cháu thông cảm cho bà nha. Bà ốm nên hơi khó tính thôi. Dạ. Con ra chơi với ông bà, nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà nha chưa? Đêm ngủ với bà, con đừng xoay ngang xoay dọc, kẻo bà khó ngủ. Bà ngoại không ngủ cùng mình, thì mình tha hồ xoay trở rồi. Mà hình như bà ngoại không ưa mình. Chà, buổi sáng ở thành phố lạ thật, không nhiều nắng như ở chỗ mình. Con đừng quên là bà cực kỳ không thích mấy trò võ vè. Tuyệt đối không được tập karate trước mặt bà, nghe chưa? Hai, ngứa ngáy tay chân quá đi mất. Cháu chào bà ngoại, bà dậy rồi ạ? Ông ngoại, thấy mà cháu cứ tưởng. Ông ngoại ơi, sao bà ngoại không ưa mấy người học võ ạ? Vì có một người học võ đã đánh cắp cô con gái yêu quý của bà. Ba cháu hả ông? Từ khi mẹ cháu còn nhỏ, bao giờ cũng nghe lời bà. Cho đến ngày gặp ba cháu, bà không đồng ý chuyện ba cháu vì ba cháu muốn đưa vợ về quê sống mà nơi ấy thì xa xôi, toàn nắng với gió, hỏng hết da dẻ con gái của bà. Thế là lần đầu tiên trong đời mẹ cháu cãi lời bà. 10 năm rồi nhưng bà vẫn cố chấp, bà vẫn chưa một lần nói chuyện thân tình với con rể. Ba cháu học võ, nhưng chưa bao giờ đánh ai. Ba cháu là một người đàn ông tốt ạ. Ông biết chứ.
vì ba đã nuôi dạy cháu ông lớn lên khỏe mạnh và lễ phép thế này cơ mà. Cháu sẽ thật vâng lời bà để bà thương cháu. Nếu bà thương cháu, thì bà sẽ thương ba cháu, phải không ông? Hai ông cháu trong nhà nhé, tôi đi chợ đây. Bà ngoại để cháu đi theo xách đồ cho bà nha. Cũng được. Cướp, cướp! Bao làng nước ơi, tuyệt đối không được tập karate trước mặt bà nha con. Không được, không được lấy chiếc túi này. Bao làng nước ơi, cướp! Trả đây cho tôi. Chiếc túi cũ xì mà bà thương ghê, mình phải lấy lại nó cho bà. Ôi, cháu bé gan quá, bé mà có võ nha. Giải tên cướp lên đồn thôi, bà con ơi. Ôi, bà con ơi, chiếc túi của tôi. Ôi, cháu tôi. Này ơi, tỉnh lại đi cháu. Cháu tôi sao thế này? Tỉnh lại đi này ơi. Cháu có nghe bà ngoại gọi không? Cháu mà tỉnh lại, bà ngoại hứa không mắng cháu nha. Cháu tỉnh lại đi. Bà hứa, bà không mắng cháu đâu. Cha bố cô. Cái cô bé này thật là tinh nghịch. Cháu giả vờ xỉu để bà ngoại thấy lo mà quên mất cháu đã tung một đòn karate vào tên cướp. Ôi, cái túi trống trơn, lẽ nào tên cướp lấy hết tiền của bà ngoại rồi? Tiền đây này. Bà không để tiền trong túi mà sao bà cứ cố giữ nó thế? Cái túi cũng cũ lắm rồi mà bà. Chiếc túi này là ba cháu tặng bà đó. Cháu biết rồi nha, bà cố giữ chiếc túi vì bà rất thương chiếc túi. Vì chiếc túi này ba cháu tặng bà, suy ra là bà cũng thương ba cháu, phải không bà ngoại? Cháu hỏi nhiều thế, đi chợ nào, không người ta mua hết thịt cá bây giờ. Người lớn đúng là khó hiểu thật, thương nhau mà cứ làm bộ không ưa nhau là sao ta? Nói có là không, nói không là có hoài vậy. Nếu thế, nghĩa là bà ngoại không ghét karate, đúng không bà? Có lẽ là không. Còn có lẽ gì nữa? Ghét là ghét, không ghét là không ghét. Bà ngoại nói một câu rõ ràng, cho cháu yên tâm đi ạ. Thì bà không ghét karate, bà thích karate, được chưa nào? Hù la, hoan hô bà ngoại, cháu thích bà ngoại lắm lắm. Bà cũng thích cô cháu karate của bà lắm. Cảm ơn bố cháu đã nuôi dạy cháu lớn lên mạnh mẽ và ngoan ngoãn thế này. Cảm ơn bố cháu đã mang lại một gia đình hạnh phúc cho con gái yêu của bà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.